Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 10 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6. Công ty cổ phần tập đoàn Ostro chi nhánh Hưng Yên nỗ lực thực hiện mục tiêu kép. Sản xuất trà sen hướng đi mới ở xã Bình Minh. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa Da Cam, chương trình có bài Chung tay xoa dịu nỗi đau Da Cam. Ngăn chặn trồng cây trên đất có thông báo thu hồi để trục lợi ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Công an thành phố Hưng Yên xử lý các đối tượng tụ tập hát karaoke giữa thời điểm dịch COVID-19. Quý vị và các bạn, để tiếp tục tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế, xã hội, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 86 về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 với sự xuất hiện của biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, lây lan nhanh và gây tử vong cao tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây rất nhanh đã lan rộng ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục có diễn biến khó lường. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định áp dụng nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn, nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Tất cả các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, phát hiện xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác theo quy định của địa phương mà không khai báo, người rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội mà không được phép của cấp có thẩm quyền quy định. Hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực địa bàn nhất định trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn địa phương khác, xử lý nghiêm các vi phạm kể cả là xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Bộ Y tế kịp thời phân bổ vaccine cho các tỉnh, thành phố, trong đó ưu tiên cấp cho địa phương có nhiều người nhiễm, nhiều ca tử vong, tình hình dịch bệnh phức tạp, lây lan nhanh và công khai việc phân bổ. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung chỉ đạo, duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy, chuỗi cung ứng, lao động hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu, phục vụ sản xuất, nhưng phải bảo đảm tạo điều kiện cao nhất các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất một số đầu mối về truyền thông, tăng cường hệ thống thông tin cơ sở, cải chính phản bác đấu tranh với các thông tin xấu độc, bịa đặt, thông tin giả mạo xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ hôm nay, ngày 10 tháng 8, tỉnh Hưng Yên bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6 với 3 loại vaccine là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Theo phân bổ của Bộ Y tế, đợt này tỉnh Hưng Yên lập kế hoạch tiêm trên 45.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 27.000 liều AstraZeneca, gần 16.000 liều Moderna và trên 2.000 liều Pfizer. Đối tượng tiêm theo nghị quyết số 21 của Chính phủ và thông báo số 283 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó ưu tiên cho các lái xe đường dài, nhân viên quán cắt tóc gội đầu, nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân, nhân viên quầy thuốc, tiểu thương tại các chợ, nhân viên khách sạn, cơ sở lưu trú, lao động tại các doanh nghiệp.
Việc tiêm chủng được bố trí tại 19 điểm và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Đến nay, sau 5 đợt, tỉnh Hưng Yên tiêm được trên 61.000 liều và là địa phương có tiến độ tiêm nhanh. Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 Quốc gia, đến hết tháng 8 năm 2021, tỉnh Hưng Yên sẽ được phân bổ trên 133.000 liều vaccine. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty cổ phần tập đoàn Osro chi nhánh Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất cửa cuốn thanh nhôm định hình đang hết sức nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất. Khó khăn lớn nhất đối với công ty Osro hiện nay là việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và thiếu hụt nhân lực do nhiều địa phương đang phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Để khắc phục những khó khăn này, công ty tăng cường đào tạo, luân chuyển các vị trí công việc để không bị gián đoạn quy trình sản xuất. Trong đợt dịch tại huyện Yên Mỹ tháng 6 vừa qua, hơn 200 công nhân được bố trí lưu trú tại nhà máy, nên hiện nay công ty luôn sẵn sàng cho việc thực hiện 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ và ăn uống tại chỗ. Công ty tổ chức test nhanh cho các lái xe, công nhân vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Hơn 100 công nhân cũng đã được tiêm vaccine. Với sự chủ động trong phòng chống dịch và tổ chức sản xuất đến nay, công ty vẫn duy trì được chuỗi cung ứng toàn miền Bắc với sản lượng trên 700 tấn sản phẩm một tháng và mức lương trung bình khoảng 7 triệu đồng một tháng cho 300 công nhân. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên có trên 100 hectare trồng sen kết hợp với nuôi thả cá. Trước đây, nông dân ở các địa phương trồng sen chủ yếu để lấy hoa và hạt. Thế nhưng năm nay, Hợp tác xã Hoa Sen, xã Bình Minh, huyện Khói Châu đã tìm hướng đi mới cho sản xuất sen, đó là làm trà sen, bách diệp. Đầu giờ sáng, các xã viên Hợp tác xã hái sen, sau đó cho trà vào sen để ướp, bởi nếu hái ban ngày, hương sẽ bay đi hết. Bông sen được mở ra cho trà, gói lại để quyện hương. Đối với hoa sen được chọn những bông sen tươi, bông to, nhiều nhụy. Trà được hợp tác xã ướp thường là trà Tân Cương Thái Nguyên hoặc ngắt từ các vùng trồng cây trà cổ ở Hà Giang. Sau khi cho trà vào bông hoa sen, ủ tự nhiên khoảng 24 tiếng. Khi sử dụng, trà sẽ có mùi thơm của hoa sen, hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng và chữa được một số bệnh. Những người yêu chè thì họ rất là thích cái hương vị trà sen. Thế nên để hướng tới mục đích phát triển kinh tế, thì tôi tìm đến cái việc phát triển trà sen truyền thống. Cái thị trường mà bên Hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh hướng tới, đó chính là trà sen nhưng mà là xà sen sấy thăng hoa, để có thể bảo quản trong nhiệt độ thường, không phải bảo quản trong tủ trữ đông nữa. Thì khi bảo quản trong nhiệt độ thường thì mình có thể dễ dàng vận chuyển và cái thị trường mình có thể chiếm lĩnh nhiều hơn. Hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh trồng 7 hecta sen bách diệp trên tổng số 16 hecta sen các loại để làm trà sen. Sen bách diệp khác với sen quỳ là nhiều cánh, sắc hồng tươi thắm, cánh hoa dày, sen rất thơm và thơm lâu, phù hợp để ướp trà. Từ đầu vụ đến nay, hợp tác xã sản xuất được 10.000 bông trà hoa sen, chủ yếu xuất đi thị trường Hà Nội, Hưng Yên. Giá trà hoa sen có nhiều loại tùy thuộc vào loại trà ướp và cách sấy bảo quản, giá dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng một bông trà. Loại đặc biệt giá từ 45.000 đồng đến 100.000 đồng. Sản xuất trà sen là hướng đi mới với những người trồng sen ở Hưng Yên, góp phần đa dạng sản phẩm từ sen cũng như nâng cao vị thế của hoa sen Hưng Yên vốn đã nổi tiếng khắp vùng. Cùng với sản xuất trà sen, Hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh còn phát triển du lịch từ sen, bán lá sen cho các doanh nghiệp bào chế thuốc chữa bệnh, hoa sen cho các nhà hàng khách sạn, hạt sen cho các doanh nghiệp sản xuất mứt hạt. Ước tính vụ sen năm nay đem lại doanh thu cho hợp tác xã trên 400 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mỹ, Văn Giang và Ân Thi vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mỹ hiện có trên 22.000 hội viên. Nhiệm kỳ 2016-2021, hội đã tổ chức 152 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhận ủy thác tín chấp hơn 200 tỷ đồng cho trên 5.800 hộ vay để phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của hội đã có 420 hộ thoát nghèo. Toàn huyện thành lập mới 10 câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông, 28 mô hình phế liệu sạch, 17/17 cơ sở hội xây dựng được mô hình hũ gạo tình thương, vận động ủng hộ được 33 tấn gạo và gần 300 triệu đồng. Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua,
các cấp hội phụ nữ huyện Văn Giang đã khai thác quản lý trên 137 tỷ đồng cho gần 3.700 hội viên vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Phụ nữ nghèo hỗ trợ cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giúp trên 1.300 phụ nữ thoát nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh, đô thị, trồng và chăm sóc được 45 đoạn đường hoa phụ nữ, thành lập 9 mô hình phụ nữ 503 sạch, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân quyên góp được trên 11 tỷ đồng, gần 3.800 ngày công, hiến hơn 7.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực tham gia bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới, xây dựng huyện Văn Giang giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Giang khóa mới gồm 19 đồng chí. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ân Thi phát triển được hơn 1.000 hội viên, duy trì hoạt động 129 mô hình hũ gạo tình thương, 8 mô hình lợn nhựa tiết kiệm, quyên góp được 115 tấn gạo và trên 100 triệu đồng, tích cực xây dựng nông thôn mới, kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Kết quả đã vận động được gần 6 tấn gạo, tiền mặt và các nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ 425 gia đình, 215 hội viên phụ nữ khó khăn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ân Thi phấn đấu kết nạp thêm 2.100 hội viên mới, duy trì và nhân rộng mô hình đường hoa phụ nữ, có 72% trở lên gia đình hội viên phụ nữ thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, tổng số nạn nhân chất độc da cam toàn tỉnh hiện nay là gần 5.500 người. Nhiều căn bệnh có tính di truyền, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Thấu hiểu và sẻ chia với những mất mát đau thương ấy, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp các nạn nhân với bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021. 82 tuổi, đáng lẽ phải được hưởng sự an nhàn bên các con cháu, nhưng với bệnh binh Hoàng Bạch Chỉ thì gần 50 năm qua chưa đêm nào được ngủ yên giấc, bởi người con trai út của ông bị thiểu năng trí tuệ do di chứng của chất độc da cam, ánh mắt vô hồn, ngờ nghệch và những hành vi thiếu kiểm soát của con trai ông là minh chứng rõ nét về tội ác của chiến tranh, nỗi đau xuyên thế hệ. Hồi tưởng về những chuyện đã qua, bà Nguyễn Thị Thẩm chỉ còn nhớ chồng mình là lính xe tăng chống Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Chồng mất, tài sản để lại cho bà là hai người con bị nhiễm chất độc da cam. Người con trai cả đã lập gia đình, giờ chỉ còn bà Thẩm và người con gái út sống nương tựa vào nhau. Không sao được, chỉ có mệt quá hay là ốm đau thì là nó mê muội thì thôi, thì lúc nào phải suy nghĩ. Cơm kề đầu nồi cũng không tự xúc được mà, cứ phải mẹ. Còn biết bao phận người đã và đang gồng cánh nỗi đau đớn trong thầm lặng, màu của hòa bình đã lên xanh, song hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục chiến đấu với chất độc da cam. Để hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các cấp ủy chính quyền, ban ngành, đoàn thể tỉnh, hội nạn nhân chất độc da cam các cấp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các nạn nhân da cam thông qua các cuộc phát động ủng hộ nạn nhân da cam toàn tỉnh. Từ năm 1998 đến năm 2021, tổng số tiền nhận được là trên 77 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ gần 68 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức trợ giúp như làm nhà chữ thập đỏ, sửa chữa nhà, tặng bê sinh sản, hỗ trợ vốn sản xuất, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Khó khăn nhất đối với các nạn nhân là các cái đối tượng hai, bởi vì các cái đối tượng nạn nhân một là những người trực tiếp tham gia chiến tranh đều đã trên dưới 70 tuổi, nay mai cái độ tuổi mà bố mẹ không chăm được con thì thực sự đây là một cái nỗi lo lắng nhiều nhất. Hoàn cảnh gia đình thực sự là một cái rất là khó khăn. Kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, với tinh thần tương thân tương ái, mong rằng sẽ có nhiều cơ quan, doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bởi đó không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng người dân mang cây ăn quả lâu năm ra trồng trên diện tích đất đã được quy hoạch tại xã Nhân La, huyện Kim Động để đòi bồi thường. Tình trạng trục lợi này đang diễn ra tại thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào đêm mùng 8 và rạng sáng ngày mùng 9 tháng 8 tại vùng đất mà Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử đã ra thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư và chợ La Tiến để mở rộng khu di tích lịch sử cây đa và đền La Tiến, đồng thời để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Mặc dù trời đã về khuya nhưng có rất đông người và phương tiện từ các nơi chở cây về để trồng. Sao bây giờ mới trồng cây? Bây giờ mới trồng cây thì có người nháy cho thì cứ thế mà làm. À, bao giờ kiểm kê? Bây giờ sáng mai là nó có chỗ nó kiểm. Nó kiểm từ nọ rồi. Còn đây là hình ảnh buổi sáng ngày 9 tháng 8. Cả một vùng đất rộng lớn trước đây chỉ có cây lúa, nhưng giờ thay vào đó là những loại cây nhãn cam được trồng rải ở nhiều nơi. Ai cũng có thể nhận biết đây là điều hết sức bất thường, bởi vì trong điều kiện thực tế, không có loại cây trồng lâu năm nào có thể phát triển được. Mặc dù cấp chính quyền cơ sở đã huy động lực lượng ra ngăn chặn, nhưng một số hộ dân vẫn cố tình không chấp hành. Ngay sau khi nhận được thông tin, một số hộ dân địa phương trồng cây trái phép trên cái đất trồng lúa, chúng tôi đã triển khai lực lượng tổ chức các phương án để thực hiện cái việc coi như là cưỡng chế để coi như là giải tỏa. Điều đáng nói hơn nữa, ngay cả khi các cơ quan chức năng của huyện đang trong thời gian tổ chức đo đạc kiểm đếm tài sản trên đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ các hộ dân tại khu vực quy hoạch, nhưng việc người dân mang cây ra trồng mới vẫn diễn ra. Được biết, đây là dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử làm chủ đầu tư với tổng diện tích thu hồi trên 7 hectare. Đến thời điểm này, công tác tổ chức đo đạc kiểm đếm tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng được 24 trên 41 hộ có diện tích đất bị thu hồi, trong đó có 7 hộ có diện tích đất trồng cây và 17 hộ trồng lúa. Để ngăn chặn việc người dân tự ý đưa cây vào trồng mới nhằm mục đích trục lợi, đề nghị huyện Phù Cử cấp chính quyền cơ sở cần cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp gian dối trong việc ngụy tạo tài sản trên đất sau mốc thông báo thu hồi đất đai và những vi phạm về các quy định quản lý sử dụng đất. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được mục đích của dự án, quyền và trách nhiệm khi nhà nước thu hồi đất, từ đó tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Vâng, bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 15 nam nữ vẫn ngang nhiên tụ tập hát tại một quán karaoke tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 năm 2021, tổ công tác của Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Nghĩa tiến hành kiểm tra quán hát karaoke Sắc Việt KTV thuộc thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên do Đặng Thị Lan, sinh năm 1987 làm chủ, phát hiện hai phòng hát đang hoạt động. Bên trong có 15 người, gồm 7 nam và 8 nữ đang hát karaoke. Để che giấu cơ quan chức năng, quán karaoke trên đã thực hiện việc giấu xe tắt đèn để tổ chức cho khách hát bên trong, gây khó khăn cho công tác kiểm tra phát hiện. Công an thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với các đối tượng trên và đang củng cố hồ sơ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 117/2020 của Chính phủ, người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch của bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức. Thời gian qua đã có nhiều cá nhân tổ chức ở Hưng Yên bị phạt tiền vì tổ chức tụ tập hát karaoke trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Trong vòng chưa đầy một tuần, trên địa bàn huyện Ân Thi xảy ra 2 vụ điện giật làm 2 người chết. Đây tiếp tục là lời cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và sử dụng điện. Vào khoảng 8 giờ sáng hôm qua, ngày 9 tháng 8, xảy ra vụ tai nạn lao động do điện giật tại thôn 3, xã Hạ Lễ, làm một người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1995, ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, hiện tạm trú tại thôn 4, xã Hà Lễ.
Theo điều tra ban đầu, anh Tuấn là thợ phù hồ. Trong khi thi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Hòa ở thôn 3 cùng xã Hạ Lễ, đã sơ ý chạm vào dây điện hở, khiến anh Tuấn bị giật bất tỉnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tiên Lữ, nhưng vẫn không qua khỏi. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 8, trên địa bàn xã Đào Dương cũng xảy ra một vụ điện giật, là một người chết. Nguyên nhân do nạn nhân đã vô tình vấp phải đường điện bẫy chuột trên ruộng lúa của một người dân. Qua đây tiếp tục là lời cảnh báo về việc thiếu thận trọng sử dụng điện trong lao động, cũng như sai mục đích nhưng không đảm bảo an toàn vẫn đang diễn ra.